là ngon dữ vậy. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay gia đình Nam dặn gia đình Út rồi, nên là không cho Út quay nữa. Nên là chỉ có cô Hương với anh Mập thôi. Thì bây giờ lúc nãy có thọc một cái bắp chuối rồi, thì bây giờ mình sẽ đốn thêm mấy trái dừa này nữa. Rồi mình kiếm thêm một cái bắp chuối nữa, nhưng mà chưa biết là làm gì đây. Em dịch táo mà. Trên mặt dặn nó liễu gì nó còn cái này cho nó ra khỏi cơ nữa. Hả, em quay cho quay phim nó cầm nữa. Hả? Cầm không tới đâu. Em chặt từ từ đó. Bụi không nha. Nước lên bụi vô mắt em. Từ từ nó nè. Hay nè. Ôi, dữ gì? Hay không? Sao? Chừng mắt vô bay, em bay vô mắt con không? Cái nó ngọt dữ lắm. Hôm bữa mình đẻo cái thịt nữa, nửa buồn này. Cái này còn nửa buồn. Chặt bớt cái nó còn. Chứ này ngon hết chứ ngon. Đúng không? Đúng. Là cả nhà nghe. Không có chuyện ốc nên anh Mập không có dám uống. Lên đây uống nè. Bữa nay gà rán hả? Tại hôm qua ông Mập to nè. Dạ bắt năm con mới lên bắt năm ơi. Mới lên ông bác ơi. Gắn mấy cái cửa vô nó ra nhà không? Ừ, dài vô nè, dài vô sẽ lập cái nó thấu vô lại. Chào cả nhà nha. Mình tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong nghe nghe. Dạ, bữa nay nó cũng sắp hình thành này nè cả nhà. Gắn mấy cái cửa lên. Bữa nay đi chơi nó cái nhà lên thăm nhà ông Liễu. Thăm nhà chị gái. Cái nào nó xong cái nó ảnh lên nó ảnh vệ sinh thì nó ảnh tháo bọc ra gắn cánh vô. Gắn cửa này kia tô lên lợp mái rồi nó tối ha. Lợp mái rồi đó. Mua rồi ở nhà sau thì Út lấy tôm cũ của nhà hồi trước Út lợp lên. Cái này chẳng phải này đừng có cái cửa nó đi luôn chứ có lúc đầu thì dự định là ở đây thôi. Tới cái phòng tới đây thôi. Nếu tôi lọt lên xi măng lên. Nhà xi măng nó lọt sáng nè. Tôi xi măng cái nhà cũ. Cái phòng ở trên mấy cái sau này cả nhà, từ đây xuống đây 4 mét là mình tận dụng tôn cũ á, của nhà cũ còn xài được đó. Mình xài lên cho nó đỡ cái phí. Ủa sao ngăn ngăn đây ngăn lên làm cái phòng đó hả? Làm thêm cái phần ở dưới đây nè. Trong thời gian qua cũng có số cô chú anh chị hỏi coi mấy clip cũ nói sao không nghe phòng của ông bác bà bác, không bác bà bác hôm trước á. Khi nào mà xong hết rồi Út Liễu ăn mừng về nhà mới rồi Út Liễu sẽ giới thiệu từ phòng đó đó cho nó hoàn tất rồi đó cả nhà, rồi mình sẽ giới thiệu cho cả nhà xem. Cửa dấu rồi nhưng mà nó có hai cái vuông vậy à. Hôm nay nó gì chứ bự nè Dương. Nhỏ xíu phòng nó không biết là lên ngửa ngủ. Cửa dấu có hai, ba đó là có hai cái vuông. Bữa nay chị Út
có đựng nới cá nên là rủ gia đình lên để mình làm cái gì đây. Lúc đi bữa nay tắt cái mương ở ngoài ruộng ngút ngút mà bọng mương ra đặng ngút móc mương á, móc dạ. Mương gãy ngoài ruộng á. Hồi sáng Nam kẹt làm clip á cô chú anh chị, rồi nó bị trục chặt bữa nay làm rồi nó cũng bị nhạt cái kia, nó hầm canh chỉnh nó tới giờ này mới xong rồi mới quay. Về giữa cá tát mưa được mới cá đủ mập lên nấu vậy. Ủa mưa bồi chưa mà làm gì? À, dạ, mưa bồi mưa móc nó chở ra, rồi chở ra rồi mới đo. Mới đâu vậy bà bác? Bà bác đang ngồi. Dạ. Bà bác đi bà hỏi mới gì nắng rồi mệt, bà bác thắng rồi. Dạ. Bà bác ở này làm theo bà còn rồi đi bà hỏi. Này làm gì mà nắng nó hầm quá trời hầm. Con ở dưới mà nó nằm nó hầm quá trời. Cái lúc nhờ nắng cái bích cái mấy tường này cái đây mát ha. Dạ. Bữa chiều bên đây mát. Nãy chị bẻ được mấy cái ớt. Ớt ngon quá. Hôm nay cũng có hàng nóng coi. Hàng nóng với mặt mặt ơi. Hàng nóng lên mặt. Đúng rồi, đi con làm nước nữa. Nãy quay phim nó nói là dặn cũng liễu với dặn ngốc rồi. Bữa nay không có liễu gì ngốc quá. Hàng nóng hả vậy? Đâu? Còn này còn tát, còn lúc có bọng mương, nãy con bóc mương á. Ủa, dữ lắm, sao mà hay hàng nóng vậy? Được mới. Trời ơi, để tấn đi ghê vậy trời. Không biết hàng nóng rồi, ta kêu bọn cái gì không? Đó. Ồ. Trời ơi. Bắt được mấy cám dừa bự bự thấy ổn bắt luôn. Cám dừa không? Cám dừa. Trời ơi, dữ nha chứ. Mấy cám dừa kìa chị em lấy ổn nó bắt mấy cám dừa luôn. Nó uống quá kìa. Cá bự, cám dừa bự ha. Dừa mắt xấu đó. Ta bán nó đâu có bự được vậy. Nhỏ. Hai, mương vậy? Em rút cái bọng bạn ngoại hết luôn nè, em móc mương hết luôn á. Nước không. Mập á. Nó không bự không mà nó uống á. Mấy cái mương không rồi mình đi mò trang trang đó. Em rút cái gà móc mương. Mập bữa nay giới thiệu làm gì mà. Bữa nay lên nhà Út Liễu nấu bún nước lèo ở cả nhà. Còn Mập thì trong ga có hùng được hai cái chuối với mấy trái dừa. Còn nhiều chèo ga hết. Bữa nay chèo đi chắc mương á, đang vét mương đang móc á, bắt cũng được đâu 5 cái con cá chèo. Rồi chèo ngủ lên nấu bún nước lèo. Mình nấu nước lèo thì không thiếu bắp chuối. Rau thơm sợ héo gì. Thì cái này con để chút xíu gió này nó héo à, nắng quá xả giá. Cái này cũng không thiếu thịt ba gọi nha cả nhà, mình bầm vô nó mới ngon. Nó bún lèo phải có thịt heo quá nó mới ngọt. Mà sao có thịt heo mà bầm nó nghe không có trâu sắc. Bầm đây thì Út đang đâm mớ ngải để tí xíu mình nấu ha. Mình ăn bún lèo là không có ngại bún này vô là nó không có thơm. Thơm quá vậy bún lèo vậy bún lèo nha. Để bún vậy nó sống thì nó hâu vậy chị Sương. Mà để vô bún không có nó không ngon. Mà mình không biết ăn ngải này sao vú mà thấy đi mấy cái chợ á là anh em đặng đã căng có vỏ cái vỏ gì đó. Bún này ngải ngải bún này nè. Nó trong đó. Thì ở đây số cá của Hương màng da cũng để gáo nè cô chú anh chị, số trứng ha, số bắt đầu đó là cô Hương đang xách miếng thịt. Được quá, bữa nay uống trà đường, sáng giờ làm cũng mấy ca. Mà cả nhà uống trà đường nghe cả nhà. Trời nắng đó, mình uống trà đường. Mình làm trà đường nó lợi lợi ngon lắm mà. Lợi đường, lợi nhà trà thơm đó chứ. Trà dứa.
Hồi nãy quay mà quên mắm. Có chuẩn bị mắm này, mắm cá sạch, mắm sóc trăng. Ít quá đủ không ta? Như cũng cỡ 400 gram thôi. Có đậm đà quá cái này cũng nó lèo mà mình nấu đậm mắm quá ăn nó không ngon. Nấu đậm mắm quá nó hơi bị hao. Không không kìa. Thà mình kho ha thì mình kho đậm. Vô đó vô. Phút nãy nấu đừng có kẹo. Sao rồi mấy anh dậy sao rồi? Chào cả nhà đi. Con chào ông bà cô chú kìa. Chào ông bà cô chú đi. Đó. Đi luôn nha, đừng qua nha. Bất cỡ. Thường thường thì ở quê của Hương thì nấu món gì ở cả nhà, buổi chiều thì nấu ít một chút thì ăn rồi đi ngủ rồi, còn nấu buổi sáng thì nấu hơi nhiều để mình ăn để trưa để chiều á. Hôm nay thủ trưởng chuẩn bị đủ bữa ăn cho nên hơi ít nè. Không có cho miếng gia vị vô, muối đường bột ngọt. Ăn vừa tới là thấy đủ ngon rồi, nhiều quá ăn hết ngon rồi. Nhiều quá là ăn là mất ngon thiệt cả nhà, mình ăn nó vừa đủ vậy đó. Đúng không? Cái nước mắm hồi nãy Út Liễu cũng dạo nè, thì phải cho vô. Đây. Trời mắt tôi mà. Mắt tôi mà. Cái vừa béo hết biết rồi. Hành trái à. Đây. Đó rồi anh em nào. Điều mát mẻ quá ha cô chú anh chị. Đi thăm ghẹ gì đó. Đúng rồi. Đi thăm ghẹ hả? Phè nó tới 4 ghẹ luôn đó. Kêu chia một đứa con không chia. Nhỏ thấy vậy mà hay. Đây. Okay. Điều ngon luôn. Đậu. Cái dày đó nha. Nó thì vậy. Rồi mà cái nhà cái dừa luôn. Quay phim đang đút cho miếng nè. Ít ăn cái dừa. Ăn không quen cái vô chập bụng thôi chú anh chị. Mà cái dừa béo hết đó. Mấy gà này dạng quá Dũng. Gà này trọng trọng là mình lại này mình nhẹ nhẹ là mình tút tay mình bắt nấu cháo rồi đó. Cái này mà để cái nồi dám nhảy vô luôn à. Sống ăn đi, bữa rồi sống ăn đi. Cái đó hết rượu được rồi đó. Cái này ăn thì nó ngon còn gì bằng. Đúng không cô chú anh chị? Mềm. Ở đây thì Út ăn sáu bát cuối, mình nhâm qua nước chanh nha, tí xíu mình ăn món lèo. Cái dao này bào nó mỏng ngon lắm. Cái này là nước lạnh.
cái này nó sạch. Ờ, miếng chanh đây nè. Miếng chanh bên đây. Lâu quay cho không lo nhìn cho chú anh chị. Không dứt mấy cái hộp ra liễu. Ở đại điện hộp mình vớt cái nó rớt trở lại. Nó diễn này cả nhà. Chú mình bẻ xuống mình sắc liền á, nó giòn á. Nó giòn. Có cái dao này, cái dao này của mẹ anh Mập cho nè. Cho liễu lâu lắm rồi, mấy năm. Rồi. Đó đi bắt thuốc ở trên, Long Xuyên á, nó nói dao kéo trên Long Xuyên bán đó, mẹ anh Mập mua cho. Không có cho cây kéo nữa mà lâu quá rồi nó ra nó lực. Kéo thì mình xào thường hơn vậy. Ừ, kéo mình cá, giờ mình cá mình kéo thôi. Còn Long Xuyên nó bán lắm. Dạ, khác đúng rồi. Khác cho nó tốt. Dạ, có anh Mập thấy Út Liễu sắc là mê cái món rau ghém của Út Liễu lắm. Nhất là sắc cái cây chuối mà để nhúng gà xào lăn nữa ha. Mê vậy đó. Nó giòn mỏng á, giòn mỏng. Tôi nghĩ lấy cái ngon. Phải nói trời ơi, đi qua đây nó làm gì ăn cũng ngon. Nói thiệt đó. Nói thiệt thích ngon. Học thú vị á. Học thú vị chứ. Giờ nước cũng sôi lên rồi. Con sẽ cho cá vô. Quá khói. Cái này Hương để nguyên khứa ra nhà, Hương không có để mà ghĩa ha, để nguyên khứa. Mình cho lọn xả vô. Mình nấu nước lèo mình để xả nhiều nhiều nó ngon đó. Cái này là ngải bún nè, ngải gì nó cũng đang Hương dạ vô. Mình nấu nước lèo phải có ngải bún ở nhà, cái nước lèo nó mới thơm. Mình sẽ để giá ở dưới trước, giá hạ. Tại vì bắp chuối mình bào mỏng lắm, hồi mình để lên trên để mình để dưới cái nó xèo á, trụng cái nó xèo á nó không ăn. Mình làm sẵn vậy nè, hồi bưng vô trong nhà giống mình trụng. Không mất. Cái này ngon ha, bào que, sợi sợi. Để ăn liền nó thôi. Giờ ở chợ á, ta bán á, ta bào cũng trắng lắm mà nó éo á, mình ăn nó sẽ dai. Trời ơi, ghém ngon quá trời ha. Nêm rồi chưa chị Hương? Rồi đó. Con gà bắt đầu lên mấy nhà. Ngủ thấy lý tưởng ha. Đó. Là anh nuôi là anh cho vô lớn hết, anh không cho đi ngoài. Chừng cá bát ăn cũng vậy. Gà đã ăn được. Ồ, sợi vậy. Sổ quá rồi, nó quýnh hết rồi. Nó quýnh hết rồi. Chiều mấy mậu thì không lên sốt. Để cho ăn ba cái miếng cá dừa đó. Bữa thường ngày có 4-5 số, bữa nay đâu gần cả chục số. Bữa nó có gì không chèo? Bữa nó có gì không? Tại bữa nay anh lên nó điên lên. Cái này đông quá nè, cái đông quá. Bữa nó lên sớm lắm. Bữa nay hơi tối rồi nó đi đường đây. Chắc vui nha trời. Nè nồi. Chuyển tôi cho anh em. Quay ngoài này nên là cũng hơi tối nên tôi chú ý chị. Ủa mấy đứa nhỏ đang luôn hả? Cái cổ đá này nhiều nè, đưa cho bác Năm đi. Cho chị nghe rửa đi. Ba rửa cho. Ba rửa cho. Không ăn rồi, mang đi đây. Ăn cái rồi. Ăn cái rồi.
Thảo Nguyên không vô, Thảo Nguyên sao ăn tô này đi, để cho Thảo Nguyên sao nó ăn hết. Dạ tô nào cũng vậy nữa. Tô này nhiều nè, tô này tô đá đó. Dạ kể đi, tô đá có khi nó ăn ngon rồi nó ăn hết rồi sao. Mời cả nhà mình ăn bún nước lèo với gia đình Bắc Năm với gia đình Hương nha. Mời cả nhà ăn bún nước lèo với gia đình Bắc Năm nha. Dòng ngon quá, chắc ăn hết. Dạ, ngon ăn hết nha Bắc Năm. Tại vì cái món bún nước lèo này nó ngán. Mời cả nhà ăn bún nước lèo nghe. Cả nhà ơi. Thêm chín miếng muối ớt vô ngon. Mẹ có mời cả nhà ăn bún nước lèo. Phúc nó kêu nấu đừng đậm đà. Dòm thấy ngon quá nè. Nghe lời Hoàng Phúc nè. Rồi mà cái nhà ăn bún nước lèo luôn nha. Đậm đà quá không ngon. Bữa nay ăn tối quá. Bữa nay mình nấu thì có cá lóc đồng với miếng thịt thôi cô chú anh chị. Thường ngày mình nấu có nấm rồi có huyết do là vừa hút bắt về cũng trễ quá đó. Mình thì không kịp chuẩn bị. Mình nấu cũng cây nhà lá dừa nha. Cũng như cái bữa ăn tối. Mình mời cả nhà ăn bún lẻo mình nha. Kệ gì đi mà ngon rồi đó. Dạ. Có gì nấu nấy. Ở vườn á thì muốn mua khó lắm cả nhà. Ví dụ mình muốn mua thì mình đi buổi sáng á thì mình mua mới có nhiều thứ. Còn ở vườn nếu mà lỡ bữa rồi thì mua ít có đồ lắm. Bữa nay mình cây nhà lá dừa thiệt luôn á. Nấu nước vừa ngọt. Cái này treo nhột máy. Cái mặt nó nhột máy. Thái Nguyên đã ngồi cái con tay mặt, tay trái. Trong nặng canh nhiều nó quá nhiều quá. Dạ. Nó gà để làm quản như ta. Cái lên được cái này nữa. Ăn ngủ rồi dưới rồi đi ra. Hồi nãy vừa có miếng mắm cho mấy ông này gấp gì chấm đầu cá chấm mưa ớt rồi ăn nặng miếng chanh vô anh chấm cũng ngon. Nặng miếng chanh vô chấm ớt ngon hơn. Dạ. Ăn đúng lèo anh còn đi bắt về cũng 4 giờ mấy vậy á. Ăn này nhớ chị Tư thôi đen chị. Nghiệp bà xui. Nghiệp bà ta ăn bà chịu cơm chuối. Bà nói qua đây ăn cái gì cũng ngon hết trơn. Nấu mà không mà không ngon thì được. Phải ở gần, phải ở gần cái nấu gì ngon cái chạy về rước bà nội quay phim để ăn. Nhà hai đời làm thợ nấu em. Hai đời. Ai đâu? Ai đâu hai đời? Đó bà ngoại là một đời, mẹ con một đời. Con học nấu rồi con nữa ba đời. Phúc nó ăn cũng ngon lắm đó, chiên trứng ngon. Nói cái món nào nó đặc biệt, nó cầu kỳ hơn món đó luôn luôn dấu ốc nó thường quá nó làm mỗi ngày luôn. Chiên chớp là ngon lắm cô chú anh chị. Nên lên đây nên lên đây cái ốc liễu rồi đi hoài cái Bắc Nam không có mạnh gì cho nó ăn cái nó ra chiên trứng chờ Phúc phải lên nhà bà bác ăn trứng chiên trứng ăn không nó biết là nó cũng ngon mà. Trứng mà sắc dưa cải á, mỏng mỏng nó chiên. Hay vậy ha. Sao dưa cải? Dạ dưa cải. Dưa cải. Hay vậy. Còn cụ Bô biết gì mày? Có đầu á. Người ta cuộc thắt bính rồi sao đó nó cuộc trước. Kêu đi hết á, hết vòng vòng mà chữa máy lại. Tại cái tuổi mấy đứa này giờ nó gì máy uống ra chưa cái máy cho nó dài hết rồi hết giận nè đi ra đây đưa tôi bún vô đóng ăn là không quen để ngoài nó nở thôi nè úp bự cho nó đi đưa cho nó ăn đi nhưng mà nó nở cậu nguyên trả hết tàu đó lên tay đụng ra hai cái ngồi bàn sau ăn thì thấy ghế bự nó to mà còn rung to bự quá. Tao ăn đợi đợi này tao thua à. Sao vậy bác? Thua con gái bây giờ treo nó treo mình ăn sao chói. Hãy phải đúng rồi vậy hả? Thắng Nguyên ngồi cái trang á. Mỗi khi là ông bác nằm cầm tay trái phải không? Bữa nay ăn tay phải gấp mà khó gấp không? Bác nằm tay phải không? Bác nằm tay phải còn kia tay trái. Lì tay trái kìa. Thắng Nguyên tay trái này kìa. Bác ngồi trước quan con lần. Thằng này quay cụ lì. Quay cụ lì gá, cụ lì ăn cái thèm. Quay ăn cái thèm để cái đầu. Quay lùa thấy thèm. Ừ nó ăn mau lắm. Nhận nước lèo nó ngon ha. Mình nấu cái gì nó cũng qua nước lèo được hết.
nhất là ăn cái dần rau là ngon nhất. Dạ. Cá lóc bự cái là gia đình Nam hay gia đình Út Liễu rồi nghĩ tới nước lèo của chú anh chị. Mình làm cái món khác mình uống cái con cá lóc của mình. Nó to quá, ví dụ cá nhỏ mình kho hay làm gì đó. Còn ví dụ cá bự là một là nấu mắm nè, hai là nấu nước lèo. Hôm bữa đuổi cá lóc bự đó tính nấu nước lèo rồi đó, mà cũng chiều rồi. Rồi thấy cũng không mua đủ gia vị thôi không nấu. Chứ bữa nay nấu rồi cũng không đủ luôn. Hút bữa bữa nay làm. Chưa lèo mẹ đâu. Hồi đó còn khó cái nước lèo mẹ đâu còn khó đi chợ mong ước gì đi chợ ăn bún nước lèo đa số trời đó đi chợ là lại bún nước lèo con gỏi đi chưa hả đâu mày thử nước lèo con bún nước lèo nhiều chứ cái nặng chanh là bị chua quá canh chua bún là canh chua để chút mắm ra canh chua hệ mà ra hay có giống còn nước không còn chắc cây của mẹ nó cay cay đây mẹ đi múc nước khác vô chắc leo này múc nước khác vô cúng nó cũng dễ ăn sao ăn cũng được con nặng vừa vừa con nặng nhiều quá cúng nó làm mà có miếng thịt băm vô nó ngon con miếng nó béo đồ ếm nó ngon dữ thấy mình nấu mà tép rồi heo quay thì kia thấy nó sang luôn ha. Tức là sự ra không biết là cái quan điểm của cô chú anh chị có giống gia đình Nam không chứ Nam thấy thịt mà mình bầm ra mình nấu với cá lóc thấy nó ngọt nó ngon hơn. Còn cá lóc với còn heo quay này kia Nam nghĩ là bỏ vô thì ăn thì cũng được đi nhưng mà nghĩ là nó sang thôi. Chứ ví dụ lâu lâu mình có khách phương xa lại mình đãi gì cho nó đúng cái chất bún cái món bún nước lèo. Ở căn nhà lá vườn thì có gì mình ăn nấy vậy đi cho nó dân dã đi mà nó cũng đỡ tốn kém không mà nhưng mà con muốn sang đúng không thì vừa thịt bằm mà vừa heo quay cũng mới sang nữa mà tép nữa cái này là kiểu như là cái bữa ăn hàng ngày thôi chứ không phải là mình chuẩn bị để mình nấu cái món bún nước lèo tự nhiên cái vườn út có cá vườn út rủ cái mình ra vườn mình kiếm bắp chuối kiếm dừa cái là mình nấu mắm ở nhà có sẵn mắm ở nhà có sẵn mắm này lúc nào trong trời Hương cũng có chị Hương cũng có mắm cái chuẩn bị thì mình mua quýt ha như nấm chân còn ngon nữa Nam thì cái bữa nào mà mình làm cái món đặc biệt á thì Nam sẽ quay nó chi tiết nè, nó cảnh rồi nó sẽ đặc biệt hơn. Ví dụ như bữa mà dịch nấu quắt bủ đó là Nam sẽ quay chi tiết và quay nó rõ hơn. Còn ví dụ như những cái video như hơn ví dụ như video hôm nay đi, Nam cũng quay cái cuộc sống hàng ngày của gia đình Út Liễu cũng như gia đình Nam đó, bắt được con cá con mắm gì đó thì mình cũng làm cái bữa ăn trong gia đình đó, mình quay cái cuộc sống hàng ngày có sao Nam quay vậy, quay thực tế cho cô chú anh chị xem là không chỉ là bà con mình ở quê á cái đời sống nó vất vả nó gần gũi vậy đó. Nhấp kia vậy con. Ở quê mình á thì ăn cơm tối là thường cả nhà tại vì cô bà con ở đây nè hay ban ngày thì đi vườn đi ruộng rồi về nhà thì tắm rửa xong xuôi thì cơm nước cũng tầm giờ này á, là cho nên là ở quê của Hương là ăn giờ này là nhiều lắm. Về nhà dài đi ngang thấy hay ăn cơm lắm. Nhầm người á đang coi tivi á rồi mới tô cơm ngồi ăn là biết đi ruộng mới về đó. Đi cháu đi mận mới 5 giờ mấy mới về. Dạ. Chứ lúc này nắng nè. Rồi cho nên là đi sớm đi cũng không nổi. Nên đi hơi trễ nên về cũng hơi tối. Hồi xưa thì mình ăn cơm á trễ thì đốt cái đèn dầu leo lét bây giờ có điện đèn điện rồi sáng rồi thấy cũng thoải mái lắm Năm. Mà đó còn nhớ còn nhỏ lúc nào chưa đèn điện á. Cũng đèn á ăn bằng đèn cốc á. Ăn phải đem cái bình cái gì kê cho cao rồi để trên cái đèn cốc. Hồi đó sao khổ dữ chị. Thôi tôi với chị là đốt gỏi á, gỏi mù u á. Thu vô cái đốt gỏi không. Đi lụm mù u nhiều hết dưới gòn lắm. Nhớ hồi xưa vô cây đó thôi gì thôi hết. Cây đèn là biết kê bằng gì không? Không có cái ca mà kê đi lấy cái lon xúc gạo. Phải à. Kê cao rồi mới để trên cây đèn cốc lên cho nó sáng. Hồi xưa sao mà cũng không có cái ca gì cao cao bự để mà đựng nước đựng nôi gì hết á. Nắm cưới thì mấy con biết không đi mượn đèn ách đa gì đó. Đèn nắm khói ách đa đó. Dạ. Như mượn 5 6 cái rồi về nó làm nắm cưới á. Cái đèn khói. Đèn băng đèn xong gì đó. Treo lên. Nó phong trào băng xong nó sao cái chính nó không có bóng. Dạ. Ai sang lắm mới có đó. Cái đầu tuổi của con là không biết cái đèn bơm. Sao cái phong trào sao có cái đèn ách đa đốt bằng dầu á con nó có cái chụp cái đèn bự mà có ông khói lớn đó. Dạ. Nên sao cái đốt bằng đó không. Ngày chung miếng ớt nó ngon hết hồn. Còn kem còn nửa chén rồi mấy cay ngon ha. Cay vừa chứ cay quá ăn.
anh hơi cây cây ăn ngon cái cây quá ăn hết ngon rồi. Ở đó ông độ ma quỳ để chị Xu cho nó ăn dĩa cơm cái nó mới gì à. Rồi cái sao tôi biết rồi đi cái tôi đem lại cho nội nó ăn cơm tôi đi mua đồ cái đấy gì không kịp. Dĩa cơm trước tính vậy biết xuống là bắt năm cho ăn trước đi để ông mua đồ đợi ông tôi không ăn cái còn trẻ bà luôn thế là vô đâu có bà đâu trẻ không không nghe con trai út cơm mình nói hả được con trai út được cái thói chiều chiều bút thì nhõng nhõng đâu câu luôn hồi đó đi chợ vậy đó đòi 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 con ở nhà bắt năm đi mình nó nằm dạt nó ăn bỏ hộp cháo vô tay